Ôi. Chơi game à? Trời gió hay Không không. Hôm qua trời mưa nên tôi để to này. Thôi ông nhảy lên. Có đứng. Đấy xong ông thả con chó ra để nó chạy ra chỗ tôi. Sao ông lại nhảy lên để tôi đi qua. Tôi đẩy con gấu này xuống, con gấu này thì chỉ có cái đẩy xuống không? Đoạn này thì con phải dụ con chó sang đây. Đây tôi đang dụ đây. Con chó sang đây. À lên đi. Xong rồi sẽ ông nhảy lên cái hộp lên cái platform kia. Bây giờ tôi không nhảy đi đâu được hết. Của tôi nó là bị chặn hết rồi. Không nhảy lên trên cao cái kìa. Không. Nó không nhảy được, con chó nó không nhảy được. Sao có cái gì bên đấy không? Ở đấy ông kéo là tôi đi được. Kéo ra tôi đi được. Kéo nữa đi. Ờ rồi. Như nào nhở? Hôm qua mình đến cái đoạn này rồi ấy, sao ấy chứ? Hôm qua đang đến đoạn này, hôm qua đến cái đoạn lúc nãy. Cứ đứng im mẹ. Nếu mà ông tôi phải đi tại vì à không không nhảy được, không nhảy được. Không nhảy được, không nhảy được. Ở trên này có cái nút, hai cái nút thôi. Bây giờ tôi đứng đây thì tôi cũng không đi đâu được cả. À thôi ông để tôi đi sang đây xem có cái gì không. Chó nó đuổi theo. Bên này gì cả. Bên này của tôi là hai cái đĩa bay với lại cái một con gấu ở bên dưới này. Cái mà cái lồng sắt của ông ấy. Hay là phải dụ. Đâu ông thử xem nào. Thử bỏ con chó ra xem nào. Con chó này thì nó không nhảy được. Lấy chỗ bên này để lấy chỗ nhảy lên trên. Ờ. Không lên đi chứ tôi thì làm sao mà tôi lên được. Nhưng mà nếu mà tôi lên thì nó có chạy xuống dưới không? Không, không. Con chó nó không nhảy được đâu ông ơi. Không, tôi bảo bây giờ tôi sang nó sẽ sang màn mới. Được, từ từ, ông đúng rồi, không phải. Ấn cái nút kia kìa. Đấy, sao ông thả xuống, thả tôi xuống. Bỏ cái nút ra. Đấy, xong tôi dụ con chó lên cái đĩa bay này. Xong tôi lại dụ nó ngược lại. Để nó đứng vào cái nút kia đúng không? Từ từ, tôi đoán thế, thử thôi. Đấy xong ấn cái nút đấy để con chó nó đi lên. Nhưng mà ông giữ cái nút đấy nhá. Đấy xong tôi dụ con chó sang đây. Kiểu thế. Ừ. Ừ đứng lên nút này thì. Đấy thì tôi nhảy lên đây được mà. Ờ. Sao rồi sao nữa nhỉ? Tôi ấn nút này tôi. À không, cũng không cần phải ấn nút đâu, tôi có con gấu, tôi nhảy được mà. Cần phải ấn nút đâu. Từ từ để xem. Tức là bây giờ tôi phải là có cái gì đấy đè vào cái nút này để ông đi sang này, đúng không ta? Không, à không. Mà làm sao mà có hai thứ đè nút được, chỉ có một thứ thôi.
nghĩa là mình phải làm sao để cho con chó này nó đứng ở cái nút này lúc mình đang ở dưới, lúc tôi đang ở dưới. Lúc ông đang ở dưới á thì ông cứ ấy đi, tôi bây giờ tôi nhảy xuống đây, tôi nhảy xuống nhá. Ông cứ thả con chó ra, thả con chó ra, tôi chỉ cần đứng đây là con chó nó sẽ không về đâu đấy, thấy chưa? Nó sẽ đứng đấy luôn. Nhưng mà bây giờ phải để Lina, để Lina để con người đứng lên trên này ạ. Phải đứng ở trên cái bay bên trái này, cái cầu thang bên trái này. Muốn nó đi ra thì đây được được. Thả con cháu ra, thả con cháu. Không, tôi ấy được mà, tôi nhảy được. Không mà sao? Không được, con chó nó sẽ về mất. Đâu được? Đây. Tôi cứ tưởng là không có con chó nó sẽ không quay về cơ. Sang màn tiếp theo. Cậu có thấy thứ đó không hả? Thứ gì? Ông là cái gì? Không, bên tôi là con chó bị cắt thành ba mảnh cơ. Nó hỏng rồi. Đó không phải là con chó mà đã đuổi theo chúng ta ban nãy à? Ừ, nó giống, trông cũng giống đấy. Chắc là nó bị rơi khỏi vách đá. Của tôi là con chó nó bị gãy và vỡ đấy thành ba mảnh, tội nghiệp. Ừ, chắc là phải kinh khủng lắm hả? Chúng ta không có thời gian cho cái việc này đâu, nếu con chó không ở đấy thì nếu con chó ở đây thì có nghĩa là cái gã cố gắng giết chúng ta ban nãy cũng ở gần. Con chó nó cũng chỉ làm cái những gì mà người chủ bảo nó phải làm thôi, nó không xứng đáng cái điều này, có lẽ thế. Nhưng mà chúng ta nên nhưng mà chúng ta cũng không nên chôn một con chó của người khác đúng không? Sao cậu lại quan tâm đến hắn như vậy? Hắn là cố giết chúng ta đấy. Ừ đúng thế. Ừ, nhưng mà tớ có thể thử một thứ trước không? Hả? Cậu nói gọi nó là con chó nhưng mà đối với tớ trông nó như kiểu một cỗ máy. À, trông nó không giống có vẻ đã chết. Trông nó chỉ như kiểu là bị vỡ thôi. Hả? Có thể là chúng ta có thể sửa được. Cậu nghĩ thế á? À, sửa thế nào được? Bất pháp. Nhưng mà bên tôi là con chó nó bị kiểu đứt lìa thành ba mảnh rồi. Khổ quá. Tôi cảm thấy tôi có thể. Tôi sẽ thử xem bên. Ui, mạnh ơi, ghê lắm. Bên tôi thấy ốc đang kéo cái ruột của con chó ra, xong rồi nối cái ruột lại với nhau. Nó số lại thật hả? What the fuck? Ảo vậy.
đi tìm chủ rồi. Wow, tớ thật sự làm được rồi, điều đó tuyệt quá. Nhưng mà đừng nghĩ tớ có thể sửa mọi thứ nhé. Giống như cái việc là tớ không thể sửa con hươu ban nãy vậy. Tớ cảm nhận được nó đã chết rồi. Như dù vậy thì nó cũng rất là tuyệt. Như cậu sẽ làm gì nếu con chó quay trở lại và cố gắng cắn chúng ta? Tớ cũng chẳng nghĩ đến cái việc đấy. Có lẽ chúng ta không có thời gian để nghĩ về nó đâu. Đúng không? Ta phải chạy thôi. Chỉ đi qua được thôi. Để tôi ấn được cái nút này. Tôi nghĩ là phải dụ con chó lên như đấy. Để tôi xem. Con chó này sang. Con chó này nó không chịu đi, khổ quá. Được. Tôi phải đứng bên kia. Tôi dụ con chó sang đây luôn. Đẩy cái đấy xuống. Đẩy cầm cái này, mình phải đẩy cái này lên con chó. Ông ông đẩy cái đấy xuống đi, tôi trèo lên được mà. Không, không, ông cứ đẩy cái đấy xuống để tôi trèo lên. Tôi nghĩ nó cho cái này để cầm sang làm tiếp theo. Không, không phải, ông cứ đẩy xuống đi, ông cứ đẩy xuống đi, cái đấy là cái xích của tôi mà. Đẩy nữa đi, sang nữa đi, nữa đi. Không, ông cứ đứng đấy. Đẩy sang sát cái tường đi. Đấy đấy. Chỗ đấy. Ở sao ông đứng lên cái con chó đấy. Đấy xong tôi dụ nó sang cái xích này. Tôi đu lên cái xích thì con chó nó sẽ không cắn tôi. Đấy, thả con chó ra. Đấy, nó tự chạy sang mà. Đấy. Sao ông đứng lên để ông qua đây, còn tôi thì đu xích xa qua. Đấy. Gì đây? Bây giờ chắc chắn là tôi phải đi rồi.
trèo lên được không? Trèo lên được. Đây, ấn cái nút. Nút bên cạnh. Bên cạnh là cái này. Chắc là dụ con chó sang cái này. Đấy xuống à? Đẩy xuống hay nó cắn tôi luôn ạ? À, chắc là tôi phải đi xuống dưới cái kia. Đi xuống cái vực này thì nó mới không cắn được. Bên trên cao nó vẫn cắn được. Thả con chó ra đi để tôi rụa sang. À thôi, thôi thôi không được. Tôi phải chạy. À tại vì nếu mà ông đẩy cái hộp đấy. À không, tôi nghĩ là ông phải đẩy cái hộp đấy nhanh xong tôi trèo lên luôn thì tôi mới không bị con chó cắn. Ông có thả con chó ra đi để xem ạ. Tôi không mà chạy thân sát mép tường kia là được mà. Đó. Ấy nó chỉ đứng ở đây một tí mà cái thang này nó sẽ đi xuống luôn mà. Đây nhá. Đấy, nó đi ra đây. Tôi đi ra thì con chó nó sẽ ăn. Nhưng mà tôi không làm gì được cả. Cái hộp này của tôi là một cái hộp to đùng cơ. Đẩy cho, đẩy tôi đẩy. Ờ ông đẩy đi, đẩy ra ra đâu xong đẩy. Đó. Con chó nó chạy về chỗ cũ rồi. Và chèn lên được đúng không? Được. Thì bây giờ tốt biết bây giờ cho con chó ra. Chó nó quay về mà. Lên luôn. Kia trước. Đốt tí lại tụi nó này. Đốt tận thì hiểu. Không. Đi đường dưới và đi đường dưới đi. Đường trên là không nhiều. Đường trên chắc tí tôi mới quay lại đi. Ờ. Cái nút này này là ở cái này. Ờ, thế bây giờ sao tôi đi lên đấy á? Ông có lên được không? Ờ, ông lên được mà. Nó lên cái thang máy này á. Ờ, để tôi dụ nó. Cái nút trên cao đúng không? Cho mình đúng không? Người nó không được đâu. Ông thả con chó ra luôn. À không, ông phải lên chứ. Ông cần tới đây làm gì? Đứng đây luôn. Tôi lại
thì cũng cho quay về. Quay về, ở đây thì làm gì nhỉ? À đấy. Nhưng mà bên này tôi lại bị chặn, tôi không có cái gì cả. Bên này của tôi thì có một cái hộp rất là to, tôi không làm được gì cả. Ừ, thế thì có khi là tôi là bạn phải lên thế này. Bạn phải lên thế này, và thế này của bạn là cái gì? Trên này của tôi chỉ có một sợi xích thôi. Là sao? Ừ, tôi là người phải ở dưới mà, phải ở dưới trên. Thế phải là quay lại rồi. Tôi với à, tôi trên á. Tôi sao mà tôi leo lên trên được? Thì tí nữa mà dưới xong mà chạy luôn sang cái thang máy bên cạnh thì sẽ lên được. Không dụ được đâu, nó đứng đấy rồi. Chỉ có cách chết thôi. Không dụ được mà. À, đấy. Thôi nhảy xuống chết thôi. Không. Đi xếp mình thôi. Thì nó phải có cái cầu của ông thì tôi mới lên trên được chứ. Không, ừ, thì nó có hai cái cầu đúng không? Bấm cái nút xong nó chạy luôn sang cái cầu bên phải, thế cái cầu bên phải rất đấy, nó chạy luôn đấy. Còn tôi sẽ đi dưới. Thả con chó ra. Ừ, sao con chó sang thì tôi sang cái đĩa bay đúng không? Ừ, chạy thẳng đĩa bay đi, chạy thẳng đi. Đừng. Đấy, chạy sang cái kia, đĩa bay bên cạnh. Đấy, cái đĩa bay, đấy. Đấy. Đừng dáng cho tôi thì xuống. Yes. Yes, đừng lại. Nhưng mà ông lên làm gì đâu? Tôi... Ông cần lên đấy làm gì đâu? Thì... Nhưng mà tôi phải đứng ở trên con chó. Không, ông không cần đứng trên con chó đâu. Đứng trên chó. Ừ. Nó sẽ đuổi cần... tiếp, nó không đứng lại. Không, nó không đuổi tôi đâu. Ơ, à, xuống đi, sao lại ở đây làm gì? Không thì ông xuống ở đầu kia. Xuống đầu kia nó thấp hơn, xem nó có được không. Mà ông đứng dưới đi, không cần phải lên. Không, tôi phải lên thì tôi mới lên được chứ. Tôi không có khi để trèo lên đâu. Tôi phải đi đường trên. Nhưng tôi ông thảo lúc đứng dưới mà. Không, nghĩa tôi không có cái gì trèo. Bạn đi sang bên đấy nhá, thì bạn có một cái để phải trèo lên đúng không? À, tôi hiểu. Ở bên không đi của tôi không khó đâu. Thế ông thử nhảy từ đầu kia nhá. Thử nhảy từ không, cái đầu không, kia không, xem. Tôi phải đi đường trên, chắc chắn tôi phải đi đường trên. Không mà không có đường. Không, cái đầu cái kìa, đầu này này, đầu con chó đang đứng. Đầu này xuống thì tôi lại quay về chỗ này đi đâu để... không tôi phải đi đường trên để xong rồi tôi đi cái cầu thang kia đi xuống, không có cái cầu thang kia đi xuống. Thôi cả hai cùng lên thôi. Đấy, từ. À, bên này của tôi có cục pin to của ông là cục pin nhỏ, cái gỗ nhỏ đúng không? Không, tôi chả có cái gì để kéo lên. Thế là tôi bắt một cái gì. Trên xong rồi tôi sẽ máy đấy. Ờ, ông đi xuống tôi đi lên. Đấy, nó là hai cái thang. Tôi đi xuống đây này thì tôi sẽ không sẽ sợi xích để tôi đi lên. Đấy.